WHO, chúng ta có thể kết thúc đại dịch Covid-19 trong năm 2022. Một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới WHO bày tỏ hy vọng năm 2022 là thời điểm chấm dứt đại dịch Covid-19. Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật chương trình y tế khẩn cấp của WHO, vừa trả lời các câu hỏi từ công chúng về Covid-19 và biến thể Omicron. Tiến sĩ Mike Ryan, giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của WHO cũng tham gia chương trình. Năm 2022 có thể là năm kết thúc đại dịch Covid-19. Chúng ta đã có các biện pháp, chúng ta có thể khiến Covid-19 không thể gây chết chóc được nữa, bà Kerkhove nói. Bà Kerkhove nhận định, biến thể Omicron đang lây lan nhanh và có lợi thế so với biến thể Delta ở một số quốc gia, nhưng vị chuyên gia nhấn mạnh đây mới là những ngày đầu. Tới nay đã có 77 quốc gia xuất hiện các trường hợp nhiễm Omicron. Khả năng biến thể này đã có ở hầu hết các quốc gia, chỉ là chưa được phát hiện. WHO thông tin đang có thêm các dữ liệu nhưng còn nhiều điều chưa biết về biến thể mới. Theo phân tích dữ liệu ở Nam Phi được công bố vào ngày 14 tháng 12, Omicron dường như dễ lây lan từ người sang người hơn và tránh được vaccine tốt hơn, nhưng cũng có triệu chứng nhẹ hơn. Omicron được phát hiện ở Nam Phi vào cuối tháng 11 và trở thành chủng virus SARS-CoV-2 thống trị ở nước này. WHO đã xếp biến thể này vào nhóm gây lo ngại nguy cơ tái nhiễm cao hơn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.